em có thể đem thơ của em á đến gần với lại độc giả hơn bằng cái cách là cho in sách nè, xuất bản thơ, chẳng hạn như vậy. À, dạ cái đó em cũng có nghĩ tới, cái đó cũng là ước mơ của bội. Người ta động viên con là vì lịch sự thôi. Tới chừng có xuất bản ra rồi á, nhìn người ta không thèm nhìn á, cái đừng nói mua về mà đọc. Thiệt tình luôn á, má làm sao mà má hiểu được á, những người tri thức á, người ta mua gì và đọc gì. Đúng rồi, tôi đâu có hiểu. Má cô bán hủ tiếu mà. Cô ơi, bội có thể nhờ cô đầu tư để bội in thơ được không cô? Sau khi mà bán được á, thì bội sẽ gửi tiền cho cô. Hoặc là bán mà nhiều hơn á, thì bội cũng sẽ chia lợi nhuận lại cho cô. Bội không có cần tiền hay là gì hết á, chỉ cần khán giả biết đến thơ của bội là được rồi. Cái này trời, nói thiệt với bội nghe nè, mấy chục năm nay là cô chỉ có làm nghề giáo không à, chứ đâu có làm gì mà liên quan đến đầu tư gì đâu. Trời, nghe này thấy lạ ghê luôn á. Ôi cái gì vậy? Má ơi, cái gì bánh bột có sao hả? Này, cái gì vậy má? Có người tài trợ cho con xuất bản thơ rồi đó má. Thiệt hả? Dạ nè, anh hai coi đi, gửi mail rồi nè. Cái này là tính thiệt á. Ơi, đừng có mừng vội, có chừng bị lừa đó. Bây giờ đâu có ai bị khùng đâu, tự nhiên bỏ tiền ra cái đi tài trợ giống như bỏ sâm bỏ biển. Má này, sao mà không có quan điểm giống nhau gì hết trơn á. Người ta yêu văn yêu thơ, người ta suy nghĩ khác, má suy nghĩ khác. Nói chuyện với má hỏi mất hứng à. Đúng rồi, tôi bán hủ tiếu bình dân mà, tôi đâu có cao xa như mấy người.